Từ Houston, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, cuộc bầu cử cộng đồng Houston và các vùng phụ cận ngày 6 tháng 11 năm 2022 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều gồm có hai liên danh là liên danh Quyết Tiến và liên danh Thế Hệ Trẻ. Hiện nay hai liên danh cũng đang vận động ráo riết để vận động đồng hương đi bầu. Dạ, ngày 6 đến 11 nhé, nhớ bầu cho Thế Hệ Trẻ nha. Nhưng mà không có phải là lúc nào mình cũng phải là tổ chức những cái cuộc biểu tình hay là chống cộng, là không chống cộng là không được. Các chú các bác lớn tuổi ở đây lúc nào cũng muốn như vậy, không cần khe về cái an sinh xã hội. Thành ra tụi em muốn lớp trẻ lên là họ có cái sự hiểu biết của họ, họ sẽ làm đúng theo một cái tổ chức của vô vị lợi. Vũ Nhân kính chào cô, xin cô có thể cho biết quý vị. Dạ, tôi là Mai Hoa, tôi là hiện đang là phó chủ tịch của Hội đồng đại diện cộng đồng của Houston và vùng phụ cận. Dạ, thưa anh Vũ Nhân cũng như là thưa quý vị, tôi là thủ quỹ của liên danh Thế Hệ Trẻ, gồm có 14 thành viên, trong đó tôi là thủ quỹ và các em là đây là những em trẻ mới lấy cái tên là liên danh Thế Hệ Trẻ để mà đứng ra tranh cử vào Hội đồng đại diện cộng đồng. Thưa bà, cái mục tiêu của liên danh này phục vụ cộng đồng như thế nào? Và mục tiêu là chúng tôi muốn đem phúc lợi đến cho cộng đồng và chúng tôi muốn làm một cái sửa đổi lại những cái hoạt động của cộng đồng trong những năm vừa qua. Chúng tôi đưa những em trẻ đến để mà xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh hơn, phát triển hơn để mà sánh vai cùng với các cộng đồng bạn. Các em trẻ này đã từng hoạt động cộng đồng chưa hay là những thành phần trẻ mà bà đưa vô đây thì nó như thế nào? Đa số các em thì cũng có sinh hoạt ở trong cộng đồng với những nhóm, nhưng mà thực sự mà bước vào để mà sinh hoạt trong cái cộng đồng thì là chưa. Nhưng mà các em cũng là, đa số các em là đều có một cái business. Các em đa số là thường bảo trợ cho những cái chợ đêm của cộng đồng và các em đến sinh hoạt với cộng đồng. Tuy không nhiều nhưng mà cũng đủ để mà các em bước ra để mà sinh hoạt trong cộng đồng. Không như giống như trước đây là... Nếu mà không như trước đây thì cô nói mà không giống trước đây thì trước đây cái ban đại diện cộng đồng ở đây hoạt động như thế nào? Dạ, trước đây thì hầu hết là cộng đồng hoạt động là với những người lớn tuổi thì nhiều hơn. Còn giới trẻ thì còn rất là thờ ơ với cộng đồng. Chủ trương làm việc của cái liên danh Thế Hệ Trẻ khác với cái chủ trương của cái liên danh Quyết Tiến này nó như thế nào? Dạ, chủ trương của tụi em là làm một cái xây dựng một cộng đồng người Mỹ gốc Việt thật là minh bạch, thật là công bằng, cống hiến, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Dạ. Thưa cô, qua cái chương trình phát hình của đài truyền hình SBTN, cô có kêu gọi cộng đồng đi bầu cử? Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Mai Hoa kêu gọi tất cả quý đồng hương ở Houston và vùng phụ cận. Quý vị có driver license ở Houston và vùng phụ cận thì quý vị nhớ ngày 6 tây tháng 11, quý vị hãy đến các địa điểm thùng phiếu ở các chùa, các chợ, ở các nhà thờ để mà bỏ phiếu và quý vị hãy dùng phiếu cho liên danh Thế Hệ Trẻ. Đây là những thành viên rất là có nhiệt huyết. Muốn đứng ra để mà lãnh đạo cộng đồng, để mà đưa cộng đồng của chúng ta ngày càng một ngày càng lớn và mạnh hơn, để mà sánh vai cùng với các cộng đồng bạn. Nhớ ngày 6 tháng 11 đi bầu nha quý vị, và bầu cho liên danh Thế Hệ Trẻ. Cảm ơn cô. Dạ. Vũ Nhân kính chào ông, xin ông có thể cho biết quý danh. Vâng, chúng tôi là nha sĩ Chu Văn Cương, là thủ quỹ của liên danh Quyết Tiến. Thưa ông, xin ông giới thiệu sơ về liên danh Quyết Tiến và cái mục tiêu ra phục vụ cộng đồng như thế nào? Quý khán thính giả của đài SBTN, liên danh Quyết Tiến gồm có tất cả là 13 thành viên. Cá nhân chúng tôi được anh em bầu ra làm thủ quỹ của liên danh, có nghĩa là sau khi đắc cử thì chúng tôi sẽ là chủ tịch đại diện cho cộng đồng. Và còn lại 12 ủy viên thì như quý vị thấy trong cái poster đằng sau lưng của chúng tôi là gồm có tất cả là 13 ủy viên. Thì thành phần trong liên danh Quyết Tiến gồm đa số là những anh em đã thành đạt trong công ăn việc làm, là những người professional, những người bác sĩ, nha sĩ và kỹ sư, và những người chuyên viên về một số những lĩnh vực. Và chúng tôi là những người đã từng phục vụ cho cộng đồng nhiều thập niên qua và nhận thấy cộng đồng Houston ngày hôm nay
đang có những cái vấn đề về phân hóa và mất đoàn kết trong 3 năm vừa qua, đặc biệt là sau cái thời điểm mà bão Harvey, thì khắp các nơi trên nước Mỹ đều thấy cộng đồng Houston đang có những cái vấn đề rất là trầm trọng. Cho nên chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi ra kỳ này là để ổn định và làm thế nào để mà hàn gắn lại những cái vết thương rạn nứt đó để cho cộng đồng chúng tôi trở thành một trở lại. Thưa quý vị, muốn có một cái làn gió mới, một cái sinh khí mới để cho tinh thần sinh hoạt của cộng đồng trở lại khi xưa, thì chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị hãy dồn phiếu cho Liên Danh Quyết Tiến, và chúng tôi hứa rằng là một khi chúng tôi được cái lá phiếu của quý vị, chúng tôi sẽ làm việc hết mình để đem lại cái niềm tự hào, cái sự hãnh diện của quý vị là những người cư dân ở thành phố Houston. Không hổ là một cộng đồng từng được mệnh danh là thành trì chống cộng và mà nơi gọi là nắng ấm tình nồng. Vũ Nhân, cảm ơn thời gian của ông dành cho đài truyền hình SBTN. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, mặc dù là đài SBTN là một đài mà không phải là local ở thành phố Houston, nhưng mà có khán thính giả khắp nơi trên thế giới, và chúng tôi biết rằng là rất nhiều cộng đồng ở khắp nơi ở nước Mỹ và có nhiều khi cả bên Úc Châu, bên Canada cũng đang theo dõi cái cuộc tranh cử rất là sôi nổi ở thành phố Houston. Cho nên chúng tôi xin kêu gọi những quý vị nào mà có những thân nhân ở thành phố Houston thì cũng cố gắng mời để vận động bỏ một lá phiếu cho Liên Danh Quyết Tiến vào ngày 6 tháng 11 là cái ngày mà bỏ phiếu của cộng đồng. Xin quý vị hãy nhớ cái tên Liên Danh Quyết Tiến. Thưa quý vị, trong chương trình phát hình kỳ tới, Vũ Nhân sẽ gửi đến quý khán giả ý kiến của đồng hương người Việt tại Houston và vùng phụ cận về Liên Danh Quyết Tiến và Liên Danh Thế Hệ Trẻ. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Houston.